Ở Việt Nam có rất nhiều cây dược liệu quý mà không phải ai cũng biết đến công dụng của nó. Nhiều loại dược liệu quý không được chú trọng, mọc hoang sơ, không được dùng đến, hoặc cũng có những loại bị mai một. Bên cạnh đó cũng có những loại dược liệu quý được trồng phổ biến, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Dưới đây, các bạn có thể tham khảo một số loại dược liệu quý ở Việt Nam, có thể trồng để cải thiện kinh tế, có thể sử dụng trong việc giúp ích cho sức khỏe hàng ngày. Trinh nữ hoàng cung hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư và khối u trinh nữ hoàng cung bộ phận dùng, lá, thân hành tác dụng. Trinh nữ hoàng cung được dùng trong phạm vi dân gian để chữa ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Cũng có người dùng điều trị ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan và chữa đau dạ dày. Ở các tỉnh phía Nam, trinh nữ hoàng cung được dùng phổ biến chữa bệnh đường tiết niệu. Có thể dùng xoa bóp làm xung huyết da chưa tê thấp, đau nhức. Ở Ấn Độ, nhân dân dùng thân hành cây trinh nữ hoàng cung xào nóng, giả đắp trị thấp khớp, và cũng dùng đắp trị mụn nhọt và áp xe để gây mưng mủ. Dịch ép lá là thuốc nhỏ tai chữa đau tai. Ở Campuchia, nhân dân dùng cây trinh nữ hoàng cung để điều trị bệnh phụ khoa. Một số bài thuốc từ cây trinh nữ hoàng cung: bài thuốc với các khối u và ung thư, ca cổ tử cung, ca, gan, ca, phổi, ca, đại tràng, các khối u nội tạng, tiền liệt tuyến, u lộ bên ngoài ở mọi vị trí trên người, lá trinh nữ hoàng cung khô 20 giờ, lá đu đủ khô 50, nga trục giả nát 20 giờ, xuyên điện thất giả nát 10 giờ, sâm tam thất sắc với 3 chén nước 600ml, còn lại 1 chén thuốc 200ml, chia 3 lần uống trong ngày sau khi ăn. Bài thuốc chữa u xơ tử cung, ung thư tử cung, u xơ và ung thư tiền liệt tuyến: hái lá trinh nữ hoàng cung, thái nhỏ ngắn 12cm, sau khô màu hơi vàng, mỗi ngày sắc 3 lá thành nước uống, uống luôn trong 7 ngày, rồi nghỉ 7 ngày, sau đó uống tiếp 7 ngày nữa, lại nghỉ 7 ngày và uống tiếp 7 ngày. Tổng cộng 3 đợt uống là 63 lá, xen kẽ 2 đợt nghỉ uống, mỗi đợt 7 ngày. Bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư vú. Nguyên liệu: lá cây trinh nữ hoàng cung 8 giờ, cỏ lưỡi rắn hoa trắng 30, bán chi liên 15 giờ, cây huyết đặng 24 giờ, hương phụ 4 giờ, ít mẫu thảo 12 giờ. Sắc uống ngày 1 thang, nên duy trì uống liên tục hàng tuần. Cà gai leo bộ phận dùng: rễ, cành lá và cả quả, thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có khi dùng tươi. Cà gai leo hỗ trợ và điều trị các bệnh về gan và một số bệnh khác tác dụng. Theo kinh nghiệm dân gian, cà gai leo điều trị các bệnh về gan đặc biệt hiệu quả. Từ khi chưa có nhiều loại thuốc như bây giờ, khi mắc các bệnh về gan như bệnh vàng da, vàng mắt, mụn nhọt, mẩn ngứa, nhân dân thường lấy cây cà gai leo về hãm nước dùng hàng ngày mà điều trị bệnh. Dưới đây là một số tác dụng quý của cây cà gai leo. Nước sắc cà gai có tác dụng hạ men gan, mở máu, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, kiềm hãm sự phát triển của virus viêm gan B, hỗ trợ điều trị bệnh sơ gan, làm giảm các triệu chứng của bệnh gan như đau tức hạ sườn phải, vàng da. Rễ cây dùng làm thuốc điều trị phong thấp, đau nhức răng, chảy máu chân răng, điều trị say rượu, giải rượu. Một số bài thuốc từ cây cà gai leo: chữa viêm gan, sơ gan, hỗ trợ chống tế bào gây ung thư. Cà gai leo thân, rễ, lá 30, cây dừa cạn 10 giờ, cây chó đẻ răng cưa diệp hạ châu 10 giờ. Tất cả sao vàng, sắc uống hằng ngày 1 thang. Chữa tê thấp, đau lưng, nhức mỏi: cà gai leo 10 giờ, dây cấm 10 giờ, thổ phục linh 10 giờ, cây huyết đặng 10 giờ, lá lốt 10 giờ. Sao vàng, sắc uống ngày 1 thang, liên tục từ 10-30 thang. Chữa tê thấp, đau lưng, nhức mỏi: cà gai leo 10 giờ, dây cấm 10 giờ, thổ phục linh 10 giờ, cây huyết đặng 10 giờ, lá lốt 10. Sao vàng, sắc uống ngày 1 thang, liên tục từ 10-30 thang. Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, viêm gan B, sơ gan: dùng 35 g rễ hoặc thân lá cà gai leo, sắc với 1 lít nước, còn 300 ml chia uống 3 lần trong ngày, giúp hạ men gan, giải độc gan rất tốt.
bìm bìm bộ phận dùng, toàn cây thu hái quanh năm, rửa sạch cắt ngắn, dùng tươi hay phơi khô. Tác dụng cây bìm bìm. Ở Việt Nam, bìm bìm được dùng phổ biến theo kinh nghiệm nhân dân, làm thuốc lợi tiểu, chữa đái rắc, đái ít, phù thủng. Ở Trung Quốc, bìm bìm là thuốc chữa ho, phế nhiệt, tiểu tiện không thông, tiểu tiện ra máu, mụn nhọt, đầu đinh. Cây bìm bìm. Một số bài thuốc từ cây bìm bìm chữa đái ra máu: dây, lá bìm bìm 30, hạt chành chành sao đen 30, cam thảo chay 10 giờ. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần trong ngày. Chữa ho phế nhiệt tức viêm phế quản, chọn một trong hai phương sau: dây, lá bìm bìm tươi 30, lá châu 20 giờ, cam thảo chay 10 giờ. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần trong ngày. Cần uống 5-7 ngày liền. Dây lá bìm bìm tươi 30, thân cây sậy 100g, rau diếp cá 30, cam thảo chay 10 giờ. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần, cần uống 5-7 thang chữa trướng bụng do sơ can hoặc viêm thận mạn tính, dùng khiên ngưu tử 80, hồi hương 40. Tất cả nghiền mịn, trộn đều. Mỗi ngày uống 1 lần, mỗi lần 8 giờ, uống khi đói bụng, chiêu thuốc bằng nước sôi, uống liên tục trong 2-3 ngày. Chữa phù do viêm thận, khiên ngưu tử 100g nghiền mịn, táo tàu 80 hấp chín, bỏ hột, chả nát, gừng tươi 500g, chả nát vắt lấy nước, bỏ bã, tất cả đem trộn đều thành một thứ bột nhão, cho vào nồi hấp 30 phút, trộn đều, lại hấp thêm 30 phút nữa là được. Lượng thuốc trên chia đều thành 8 phần, ngày uống 3 lần vào sáng, trưa, chiều, mỗi lần uống 1 phần, sau 2 năm ngày thì hết, khiên muối trong 3 tháng. Kim ngân. Mọi người thường biết đến cây kim ngân như một loại cây cảnh, cây trong theo phong thủy. Bởi cây kim ngân là loại cây hoa leo rất đẹp, mùi hương dễ chịu. Nhưng bên cạnh đó đây còn là loại cây dược liệu chữa bệnh rất tốt. Hoa của cây kim ngân. Bộ phận dùng: hoa sắp nở, cành nhỏ và lá. Tác dụng của cây kim ngân: trị chứng mẩn ngứa dị ứng, trị cảm sốt, chữa ung nhọt, phế ung, trường ung, trị đau họng, quai bị chữa bệnh vẩy. Nên một số bài thuốc từ cây kim ngân chữa mụn nhọt. Kim ngân: hoa 16 giờ, phòng phong 8 giờ, bạch chỉ 8 giờ, trần bị 8 giờ, nhũ hương 4 giờ, mộc dược 4 giờ, thiên hoa phấn 8 giờ, đương quy 12 giờ, cam thảo 4 giờ, bối mẫu 6 giờ, tào giác thích 4 giờ, xuyên sơn biến sắc. Tất cả các loại trên ngày uống 3 lần, cách xa bữa ăn 30 phút, uống 2 ngày 1 thang. Tiêu độc trị mẩn ngứa, mụn nhọt, ban sởi. Kim ngân hoa 20 giờ, ké đầu ngựa 15 giờ, lá châu 20 giờ, nước 600ml, sắc còn 200ml uống 1 lần. Ngày uống 3 lần, uống đến khỏi. Nếu là kim ngân dây dùng liều 30. Ba kích hay còn có tên gọi: ruột gà, thao tài cái máng, ba kích thiên, sấy cái thái, chậu phóng xì tày, chổi hoàng kim, chạy kia ăn đòi dao. Ba kích. Bộ phận dùng: rễ phơi hay sấy khô của cây ba kích. Tác dụng của cây ba kích: bổ thận, tráng dương, hỗ trợ điều trị thận hư, dương suy, cao huyết áp, hiệu quả giúp giảm đau mỏi gối, phong thấp đau nhức, tay chân bị lạnh, cải thiện chứng lãnh cảm, mất ngủ, cải thiện tình trạng tử cung lạnh, đau bụng. Dưới một số bài thuốc có ba kích trị liệt dương: ba kích 30, đổ trọng 30, ích trí nhân 30, ngũ vị tử 30, ngư tất 30, nhục thung dung 60, phục linh 30, sơn dược 30, sơn thụ 30, thỏ ti tử 30, tục đoạn 30, viễn chí 30, xà sàng tử 30. Tán bột. Luyện mật làm hoàng, ngày uống 12-16g với rượu, lúc đói ba kích hoàng ngự dược viện. Bổ thận, tráng dương, tăng trưởng cơ nhục, dưỡng sắc đẹp. Ba kích bỏ lõi 60, cam cúc hoa 60, câu kỷ tử 30, phụ tử chế 20 giờ, thuộc địa 46, thuộc tiêu 30. Tán bột, cho vào bình, ngâm với 3 lít rượu. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15-20ml, lúc đói. Ba kích thuộc địa tử nghiệm phương xem thêm, tổng hợp các cây thuốc nam quý. Thêm cho người Việt phần y trên đây là một số loại cây dược liệu quý, mà ít người biết đến công dụng không ngờ của chúng. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, cũng như các sản phẩm được chiết xuất từ các loại dược liệu quý hiếm, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521, hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy.
Let's Block Ads. Oi.